Vâng, chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai diễn ra ở trên map Overground. Trên miền đất này là game thủ Sen. Anh Sen đang quốc tịch Đài Loan thì phải. Hồng Kông. Hồng Kông và Đài Loan khác gì nhau nhỉ? Nè, khác nhau à? Vâng, còn đây là anh Supply, anh rơi màu xanh, anh mang quốc tịch Mẹo. Thực ra thì tại vì hôm nay là chúng ta đang stream giải của EU, nó không thực sự nó hot bằng nó không hot bằng của bên của mấy anh Hàn Sẻng, cho nên là lượng view thấp là chuyện bình thường thưa các bạn. Nay mình vừa thấy có hai bạn ad Facebook. Bạn GG Tipper ở Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Bách. Bách bùng bột. Chung kết. Lại cùng đoàn kết hai bà Trưng à? Hình như lại hậu bối của mình nên sinh năm 96 biết ngay mà. Kém tuổi mình. Hậu bối rồi. Bách bùng bột có ở trên chat room rồi. That's actually not possible because there are probably more than four Terrans. However, with my luck, Nate, we've broken the three protest players in one group. Mình phân biệt Đài Loan và Hồng Kông. Nói thật là mình cũng chả biết Đài Loan Hồng Kông khác nhau nào đây. Mình chỉ biết một điều là Đài Loan và Hồng Kông thì nó đều không thích Trung Quốc rồi. Ngoài mặt thì nó vẫn là thuộc địa ở Trung Quốc, nhưng mà đằng sau thì nó luôn luôn phản đối. Linh đạo này đây, gửi cho bạn luôn cái clip hướng dẫn download cài đặt đăng ký luôn. Đấy. Yeah. Không phải là mình nói như ông rồi, mà đấy là thông tin mà mình đọc được. Các bạn, mà có thể thấy rằng hiện nay thì đang đây. Này, hai bên đây. Hai bên đều có mỏ rồi. Tuy nhiên là có vẻ là anh Supply đặt mỏ muộn hơn so với đối phương một tí. Đặc khu kinh tế. Mình thì không giỏi về địa lý lắm, nên là mình chỉ biết một số thông tin cơ bản thôi. Hiện nay chúng ta thấy rằng là hai game thủ đều đang bắt đầu và khai nâng cấp speed cho Zergling rồi. Drone, 4 con drone được mua ra cho Supply. Mấy con Zergling vừa đi vào, của Sen đi vào. Vâng, đây rồi. Thanh niên Supply lại thể hiện mình là một thanh niên rớt của 2013 rồi. Nãy tôi thấy anh ấy bắt đầu đặt xuống như mình xoa cái Billing Net rồi. Ôi giời ơi, anh Sen warp mob cho mình đến khoảng tầm 14 Zergling luôn. Vâng, Sen cũng là thanh niên rớt của 2013. Hai anh này toàn chơi rớt linh với nhau này, có vẻ vui rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều rớt linh như này. Quả này rất là vui rồi. Supply sẽ sử dụng bên linh của mình để vừa phòng ngự mà vừa tấn công luôn. Trong khi đó thì anh Sen đang sử dụng số lượng áp đảo của mình với việc là có rất nhiều rớt linh. Sẽ bắt đầu push sang mỏ của đối phương. Chúng ta xem chuyện gì bắt đầu xảy ra đây. Vâng, Zergling bắt đầu di chuyển rồi. Zergling của Supply bắt đầu ra thẳng sang mỏ của đối phương. Hai cái Zergling nó bao móp ở vị trí viên này. Trong khi đó xem thì đang tập trung tất cả Zergling của mình ở vị trí mỏ 2 để có thể phòng ngự. Vâng, chắc là anh chuyển sang trạng thái phòng ngự rồi. Tôi thấy hiện nay anh xem tiếp tục móp thêm hai con Zergling nữa. Zergling bắt đầu nhìn thấy nhau rồi. Vâng, bắt đầu lao rồi. Hiện nay quân đội của xem rất đông ở đây thưa bạn. Thì hiện nay ở nhà Supply cũng đang phải đặt thêm cho mình spy color để phòng ngự ở nhà. Trong khi đó này, hai cái Zergling đang lao lên đây. Ôi rồi, đi qua Zergling rồi. Ôi kìa, Zergling cũng bắt đầu bị kìa, bên linh kìa. Ôi rồi, nổ rồi. Vâng, cũng không nổ, không chết nhiều luôn cho lắm. Này, chúng nhìn thấy Supply này đang chuyển sang trạng thái phòng ngự với việc là đặt spy color cũng là Zergling và bên linh ở vị trí này rồi. Zergling của Sen sang lao sang bắt đầu cắn nhau rồi, bên linh lao ra nổ luôn. Ui rồi,
không ăn thua. Vâng, nổi tôi thấy có vẻ là vẫn chưa hết được đàn đàn Đức Linh. Giờ Spy Color ngoài này xong rồi, nó chuyển sang trạng thái phòng ngự. Vâng, các bạn thấy Spy Color chọc rất xa được bạn. Úi giời, chọc. Rồi đây rồi, hết, đi ra khỏi tầm cắn rồi. Nên Linh của Sen tập trung ở vị trí phía sau này. Vâng, đang bắt đầu ngồi cắn đôn. Đôn của Supply phải rút ra ngoài rồi. Vâng, rút ra ngoài, vòng ra ở vị trí phía bên trên kia rồi. Đang bầu kín lại cái Spy Color. À, cái kia là cái Billing Net ạ. Hiện nay mà bên Linh đã được móp ra, bắt đầu ngồi lùi giữa Linh của đối phương. Xe đã bị đẩy lùi vị trí ra ngoài rồi. Đẩy lùi ra ngoài thôi. Thời điểm này thì bên Linh tiếp tục được móp ra thêm cho Supply nữa. Thì tôi thấy Supply đã móp cho mình 6 con giấc Linh ở đây. Tôi rằng hiện nay xe đã bắt đầu lên cho mình nhà Road Raven rồi. Anh quyết định sử dụng style của ngày hôm nay. Sen hôm nay sẽ là Sen của ngày hôm nay. Đó là anh ấy chơi 2014. Phong cách 2014 của ta đó là phải lên Road. Vâng, kiểu gì cũng kiểu phải có Road. Giờ hiện nay thì Sen đang bắt đầu móc ra bên Linh rồi. Vâng, anh ấy chơi có thể là nó gọi là hỗn hợp. Đây gọi là kiểu Đông Tây kết hợp. À, cái tân cổ giao duyên đấy các bạn, nó gọi tân cổ giao duyên. Nhìn thấy nha, bên Linh lao vào. Úi giời, bên Linh lao nhau. Úi kìa, giơ Linh. Đây rồi, vâng, nổ quả này quá chuẩn rồi. Một quả bên Linh nổ coi như chết gần hết. Tôi thấy nó phải chết khoảng đến 4/5 đàn giấc Linh của anh Sen rồi. Quả này hơi buồn rồi. Vâng, mà bây giờ Supply sau khi biết được rằng đối phương bắt đầu lên Road Raven thì Supply đã bắt đầu đặt chúng cho mình nhà Spy Cowler. Ở đâu kia là nhà Spy và nhà Spy Cowler. Vâng, gọi là hai cái tên nó chênh lệch nhau tí thôi, nhưng mà nhà Spy thì giúp cho anh Supply có thể là lên Muta, còn anh còn Spy Cowler sẽ là building để phòng ngự. Tại vì như các bạn biết rằng là lên Muta thì nó rất là tốn ga và tốn tài nguyên nữa, và nó lại còn nói chung là nó có tốn thời gian hơn so với cả việc lên Road. Cho nên anh cần phải có thêm Spy Color để câu giờ cho quân đội của anh ấy phòng ngự để có thể lên được Muta. Khi mà chỉ cần lên được Muta phải là ngay lập tức là Sen phải kéo hết cơ cả quân của mình về ngay. Các bạn thấy này, đến tận 9 Spy Color đặt ra ở vị trí mỏ bên này để có thể phòng ngự cho game thủ Supply của chúng ta. Vâng, anh ấy đang bắt đầu quyết định là muốn mất một con rồi. Quả này muốn mất một con rồi. Còn anh muốn mất một con thưa bạn. Hiện nay Road của anh Road của anh Sen đã xa lên nơi rồi. Bên Linh thì đứng chơi đây chờ sẵn, thêm cả Spy Color đứng đây chờ sẵn rồi. Bây giờ vấn đề về Muta, 5 con Muta của anh Supply sắp sửa mua xong rồi, đã được khoảng tầm 50% rồi. Road bắt đầu lao vào không được rồi. Vâng, Road nhìn thấy 3 Spy Color hơi cóng lại rút ra ngoài. Rồi chuyện gì xảy ra đây? Vâng, nhìn phía sau Spy Color thì là còn bên Linh nét nữa cơ. Nhìn thấy cả bên Linh rồi, nhìn thấy dừng Spy Color. Vâng, Muta ra thì bây giờ là coi như là xác định rồi, Sen phải kéo hết quân mình về thôi. Vâng, bắt đầu Muta bắt đầu lùa Rốt vào lùa bên Linh rồi. Cứ nhìn thấy bên Linh mà táng thôi. Chúng ta nhìn thấy bây giờ rất Linh, bên Linh coi như là xác định chỉ có đứng ngồi chơi thôi các bạn. Nãy ở vị trí góc khoảng tầm lúc góc 4 giờ có một pha giao tranh của rất Linh của cả hai bên. Hiện nay Muta bắt đầu lùa lại đạo quân của đối phương rồi. Vâng, sai bên rất Linh nhìn thấy nhau, lao vào cắn nhau rồi. Vâng, lao vào hôn hít nhau thôi. Bây giờ lấy bên Linh. Ui không nổ kịp. Ui rồi, nổ linh tinh rồi. Vâng. Mấy bên Linh nổ linh tinh rồi. Thôi không sao, cũng vẫn chết được và cũng mất một nửa là giấc Linh của đối phương. Giờ quân đội của anh Sen đang phải rút hết cắm đầu cắm cổ, rút hết trở về nhà để có sự hỗ trợ của Queen. Tuy nhiên Queen hiện nay tôi thấy rằng bằng khoảng tầm 4-5 con Queen này cũng phải khá cứng so với cả đàn Muta của Supply. Sau lại này đang bắt đầu đẩy giấc Linh mình vào rồi. Vâng, bắt đầu cắn nhau rồi. Hiện nay thì mục tiêu của giấc Linh đó là phải cắn Queen. Mục tiêu của Muta cũng là xử lý Queen trước. Spore Color đang được đặt ra kìa. Vâng, hiện nay Queen giảm xuống khá nhiều, chỉ còn hai Queen lẻ ghẻ đấy thôi. Hai Queen kẻ đều chấm máu rồi. Bây giờ chỉ cần một pha tấn công tiếp theo của Supply sẽ mất luôn hai Queen kia. Hai Queen bây giờ đang là một trong những lực lượng anti-air rất mạnh của game thủ Sen của chúng ta bây giờ. Nếu như không có Queen thì anh không còn gì để phòng ngự rồi. Vâng, bên Linh Muta chơi luôn Queen đi, còn hai Queen chấm máu kìa. Xong rồi, hai chơi Queen xong rồi, bây giờ hai Queen khác được đưa ra để thay thế. Spore Color đưa ra mục tiêu của bây giờ thì Supply đó chỉ phá cái mỏ 3 của đối phương. Mỏ này thì nói chung bây giờ thì cứ phá thôi. Vâng, rút làm gì, Queen còn đang bò ra chưa ra nơi thưa bạn, còn lâu nữa nó mới ra nơi được. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Sen đang rất là bất lợi với việc để cho đối phương lên được Muta như vậy. Supply thì vẫn đang tiếp tục đẩy số lượng Muta của mình lên, trong khi đó Sen tiếp tục lên thêm cho mình Rốt nữa. Vâng, anh không biết anh ấy đang đẩy Rốt lên làm gì. Anh ấy đang định lên Mad Rốt chăng? Mad Rốt để mà đối đầu với cả Muta chăng? Muta hiện nay thấy con số nó phải lên khoảng tầm gần 10 con rồi. Hiện nay chúng ta thấy là đang bắt đầu phá nhà Road Raven rồi. Vâng, tốt nhất là cứ phá Road Raven đi thưa bạn. Phá xong thì đối phương chả làm gì được cả. Cứ mỗi một loạt đạn là một nhà là Road Raven mất hai vạch máu. Này, giấc Linh của anh Supply đã tập trung ở phía bên ngoài này rồi, chuẩn bị pha counter attack thẳng vào vị trí mỏ thứ hai. Lao thẳng mỏ thứ hai rồi, này ba con Queen đứng chờ ở đây rồi. Thôi xong rồi, ba Queen bắt đầu bị surround rồi. Mục tiêu bây giờ cắn Queen, một Queen chết rồi. Queen thứ hai chết rồi, Queen thứ ba đang bị surround ở vị trí phía sau. Thế nên Road đang phải, vâng, Road đang bị Muta xử lý rồi. Muta này thì gặp sự chống trả của Spore Color nên rút ra ngoài một tí. Road ngay lập tức bị gọi là bị thu hút sự chú ý ra, chạy luôn ra bên ngoài. Thế là bị Muta lùa luôn. Vâng, hiện nay thì Muta đang chơi ở vị trí phía trên này. Muta chơi luôn cả Queen, cả Hatchery, cả Road luôn. Có thể nói là một thời điểm quá nhạy cảm,
quá nhạy cảm cho game đủ sen của chúng ta rồi. Nên Muta rất đông ở vị trí góc này thì bạn Muta hit and run chơi luôn hack xong rồi, mất hack rồi. Giờ thì vòng xa vị trí phía sau tập trung quân và bắt đầu bắt drone thôi. Vâng, drone đang ở đây. Quá ngon cho Muta luôn. Hiện nay Muta đang hoành hành góc này thưa bạn. Vâng, lại chơi luôn hatchery phát nữa. Xong rồi, mất 300 mil rồi. Hiện đủ sen không kịp cancel, anh đặt lại cho mình thêm một cái hatchery thêm một lần nữa. Tuy nhiên bây giờ chỉ một spoiler kia có vẻ không ăn thua rồi. Có lẽ anh cần phải đặt lại thêm những một spoiler khác. Vì một pha cao tác ở vị trí góc này chăng? Hiện nay rốt mấy con rốt của sen có biết làm gì góc này. Muta đã có mặt rồi, chắc chắn Muta sẽ để xử lý mấy con rốt này rất nhanh thôi các bạn. Mất 1-2 rốt rồi. Hai rốt rồi, bây giờ sẽ là gì đây? Thời điểm này thì vâng, game thủ supply đưa rất nhiều spoiler ra để có đây vì phòng ngự thưa bạn. Đã 5 spoiler được đưa ra tận đây để phòng ngự cho cái vị trí mỏ 3 của anh ấy. Vâng, tôi nghĩ tốt nhất là 5 spoiler này này là nên nó nên bọc lại lấy kín lấy cái hack chứ không nên đặt nó theo kiểu này. Đây là kiểu hướng mà phòng ngự hướng tấn công ở bên phải vào. Hiện nay thì chúng thấy rằng là Supply đang móp thêm cho mình rất linh ra, chắc là chuẩn bị một pha counter attack tiếp theo rồi. Trong đó thì game thủ sen của ta thì vẫn đang tiếp tục lên rốt cho mình. Rốt anh ấy đang là 10 con, trong khi đó anh có khoảng tầm 14 là con rốt, 14, 40 mấy con gì chứ, 40 mấy con drone. Quân đội của anh vâng, Supply đang hoành ở góc này thì bạn bao lâu chơi queen rồi. Muta rất hổ báo luôn, chơi queen luôn, chơi cả sport counter luôn. Xong rồi, GG rồi. Vâng, như vậy là game đấu của chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 2-0. Và như vậy là game thủ Supply là người đi tiếp vào trong final match thưa bạn. Xin chúc mừng Supply và xin chia buồn với Sen.